chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Trước mặt các bạn đang là chiếc Redmi 9C và chiếc Realme C12. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành speed test giữa hai sản phẩm này. Cả hai chiếc máy này thì nó đều là đối thủ của nhau trong khúc giá khoảng dưới 3 triệu đồng. Và chúng đều được trang bị con chip đó chính là Helio G35. Tuy nhiên thì chiếc Redmi 9C này thì nó chỉ được trang bị dung RAM là 2GB thôi. Còn chiếc Realme C12 thì nó sẽ được trang bị dung RAM là 3GB. Và trong bài test ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem là Realme hay Redmi tối ưu hóa tốt được con chip mà Helio G35 nhé. Ok, đầu tiên thì mình sẽ tắt tất cả ứng dụng chạy nền của cả hai sản phẩm này đi. Và sau đó thì mình sẽ tiến hành khởi động lại cả hai chiếc máy này. 1, 2, 3. Để xem là chiếc máy nào nó sẽ lên trước nhá. Vâng, và chiếc Redmi 9C đã vào trước rồi. Về cái phần mềm ý thì hiện tại cả hai đều được chạy ở trên nền tảng đó chính là Android 10. Tuy nhiên thì khác giao diện ở trên chiếc Redmi 9C là MIUI 12, còn chiếc Realme C12 này là Realme UI 1.0 đó. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào phần thi đầu tiên, đó chính là test tốc độ nhá. Đầu tiên là app AnTuTu nào. 1, 2, 3. Chiếc Realme C12 vào trước. Về điểm số thì nó hơi chênh nhau một chút. Đó, một cái là 108.000, còn một cái là 96.000. Về điểm CPU thì chiếc Realme C12 này nó nhỉnh hơn. Nói chung nó nhỉnh hơn khá là nhiều. Nó kể cả là memory lẫn UX các thứ này. Cho nên là điểm tổng thể của nó cao hơn. Nhưng mà cái này thì cũng chỉ là tham khảo thôi, bởi vì thực chất ra cả hai sản phẩm này đều sử dụng chung con chip đó chính là Helio G35. Tiếp theo chúng ta sẽ vào với điện thoại đi, bốn cái ứng dụng mà hay sử dụng. 1, 2, 3. Chiếc Realme C12 vào trước này. Mình sẽ cho chúng nó chạy nền một chút. Tiếp theo vào tin nhắn. 1, 2, 3. Chiếc Realme C12 lại vào trước. Mình sẽ tạo một cái tin nhắn nhé. Bên này cũng thế. Đây. Khá là lag với chiếc Redmi 9C luôn, bởi vì dung RAM của nó chỉ là 2GB. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào với thư viện. Realme C12 lại vào trước, mình sẽ để chúng mở cùng một ảnh. Tiếp theo vào với tựa game đầu tiên, đó chính là Zombie Tsunami. 1, 2, 3. Cả hai đều chuyển cảnh trong game khá là chậm. Một chiếc Realme C12 vào trước này. Tiếp theo chúng ta sẽ vào với tựa game Temp Run 2. 1, 2, 3. Nói chung là cái chuyển cảnh của chiếc Realme C12 khi vào game nó nhanh hơn, vậy nên là lúc load game nó cũng nhanh hơn so với chiếc Redmi 9C. Đó, nó lại vào trước cái tựa game Temp Run 2 rồi, vào trước khá là nhiều. Mặc dù kể cả là mình có bấm chênh đi, nhưng mà cái khả năng load game của nó cũng nhỉnh hơn khoảng mấy giây so với chiếc Redmi 9C. Tiếp theo chúng ta sẽ vào tựa game Fruit Ninja nhé. 1, 2, 3. Đó, các bạn có thể là vào một phát thì chiếc Realme C12 hiển thị logo Heartbreak luôn. Mãi lúc sau thì chiếc Redmi 9C này nó mới lên được cái logo Heartbreak. Và nó cũng load game vào trước luôn. Trước luôn khá là nhiều. Trên mấy giây luôn. Đó. Và các bạn thấy là lúc vào này còn lác lác nữa. Tiếp theo, và tựa này game nặng cuối cùng mình chỉ để một tựa game nặng thôi nhá, là Asphalt 8. 1, 2, 3. Dù gì hai con chip cũng là hai con chip yếu, vậy nên là cũng không thể nào test game nặng được. Mình đặt kèo với chiếc Realme C12 luôn.
đây là cái phần tin load game nhá, nó không liên quan gì đến RAM cả. Thì lúc mà truy xuất vào ấy thì CPU sẽ gánh nhiệm vụ là tải game, load game. Nhưng mà các bạn thể nhìn thấy đấy, chiếc Realme C12 nó đã load vào trước rồi, trước khá là lâu luôn, trước vài giây luôn so với chiếc Redmi 9C. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào phần thi đa nhiệm nhá. Thì mình nhận xét chút về cái phần thi test tốc độ thì các bạn thấy đấy là chiếc Realme C12 nó áp đảo luôn. Nó chuyển cảnh nhanh hơn, chuyển cảnh vào nhanh hơn này, load game cũng nhanh hơn so với chiếc Redmi 9C. Đầu tiên thì vào AnTuTu đi để xem nó còn load lại không. Cả hai đều giữ lại được này. Cả hai đều giữ lại được. Điện thoại. Cả hai đã phải load. À không, cả hai vẫn giữ lại được. Tin nhắn. Cả hai cũng vẫn giữ lại được. Thư viện. Cả hai. À không, chiếc Redmi 9C giữ lại được, còn chiếc Realme C12 load lại rồi. Vì RAM thì chúng chênh nhau quá rồi, một bên là 1GB, bên là 3, một bên là 2GB, một bên là 3GB, thì cả hai đã phải load lại cái tem Zombie Tsunami Cameron 2 cũng phải load lại rồi. Fruit Ninja cũng phải load lại, bởi vì dung RAM của chúng ít quá mà. Đây, cái này còn mãi còn mới vào được, này rất là lag. Nói chung là phải load lại rồi. Cuối cùng là Asphalt 8. Asphalt 8 thì chiếc Realme C12 giữ lại được, còn chiếc Redmi 9C đã phải load lại. Đó, nhưng mà coi như là cái phần thi đa nhiệm chúng là hòa nhau. Với những cái tựa game ứng dụng này thì 3GB hay 2GB thì chúng đều cho cái hiệu năng quản lý đa nhiệm là như nhau thôi. Đó. Ok, vừa rồi thì mình đã gửi đến các bạn cái bài speed test giữa chiếc Redmi 9C và chiếc Realme C12. Cả hai đều được sử dụng chip là Helio G35. Tuy nhiên thì mình thấy là chiếc Realme C12 này là tối ưu hóa tốt hơn và cho tốc độ load game cũng như ứng dụng nhanh hơn so với chiếc Redmi 9C. Còn phía đa nhiệm thì chúng gần như là giờ C. Nhưng mà nếu như để sử dụng thường ngày thì 3GB chắc chắn là nó sẽ đem lại hiệu suất cũng như là khả năng đa nhiệm là tốt hơn so với chiếc Redmi 9C này với 2GB. Ok, còn các bạn, các bạn nghĩ sao về kết quả trên thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.